thế giới vẫn luôn không ngừng thay đổi, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, với tốc độ phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn đời sống xã hội. Cuộc cách mạng này mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng, đa ngành, đa nghề, đa quốc gia. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức về cạnh tranh nhân lực gay gắt, đòi hỏi thế hệ trẻ phải nỗ lực rất nhiều để bứt phá trong thế kỷ 21. Vì vậy, thế hệ trẻ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ đơn giản là kỹ năng tư duy tích cực và giao tiếp hiệu quả. Các bạn tin phải rèn luyện khả năng hợp tác sáng tạo, học kỹ năng giải quyết vấn đề, cũng như phải học cách dễ dàng thích nghi trong một thế giới liên tục biến đổi như hiện nay. Câu hỏi là làm thế nào để thế hệ trẻ rèn luyện những kiến thức và kỹ năng cần thiết, hay làm thế nào để có thể tiếp cận với nền tảng giáo dục đẳng cấp thế giới ngay từ hôm nay để sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu thực thụ. Chương trình chủ đạo của Evan Franklin đó là chương trình trung học phổ thông Mỹ và chương trình trung học phổ thông Canada. Với cái chương trình này thì các bạn ấy có cơ hội để học tại Việt Nam giống như một hình thức đi học tại chỗ. Các bạn ấy vừa có thể là vừa tiết kiệm được khoảng 70% chi phí so với việc đi học ở bên Mỹ hoặc bên Canada, mà còn lại còn có cơ hội được lĩnh hội những kiến thức, các kỹ năng học tập cũng như các kỹ năng sống tương tự như một học sinh mà đang học ở nước khác học xứ, và lại giúp các con rất là an toàn khi học tại Việt Nam. Con vẫn được cơ hội được nhận bằng Mỹ và Canada tại Việt Nam. Thì cái bằng cấp này được công nhận và được tương đương như bằng của một học sinh Mỹ hoặc Canada học tại đất nước bản xứ. Cái chương trình ESL này thì được thiết kế dựa trên cái mô hình blended learning, đấy là các con sẽ có thể học cả online và offline. Đối với cái chương trình học online thì các con sẽ được cung cấp một tài khoản, các con có thể học bất cứ ở nơi đâu, bất cứ trên thiết bị nào, kể cả thiết bị di động cũng như là trên laptop, máy tính cá nhân. Ngoài ra thì một tuần con cũng có 2 buổi để học với cố vấn học tập tại học viện, và những tiết học này thì sẽ được dành phần lớn thời gian để mà sẽ củng cố và sửa những cái lỗi sai trong khi học của các con. Có rất nhiều phụ huynh có thắc mắc đấy chính là tại sao lại là giáo viên Việt Nam, thì câu trả lời là bởi vì giáo viên Việt Nam là những người cũng đã trải qua cái quá trình học nhà anh rất vất vả như các con ở hiện tại. Chính vì thế, giáo viên Việt Nam là những người có thể hiểu được những khó khăn, sau đó đưa ra những cái giải pháp cụ thể với trường học sinh, giúp các con có thêm sự tự tin và động lực với trường học ngoan của mình. Em biết đến cái ngôi trường học viện ở APEC thông tin này qua những cái bài đặt trên mạng xã hội Facebook. Đã nhờ mà em đăng ký cái khóa học SSAC. Trong khóa học này thì em muốn cải thiện những kỹ năng nghe nói đọc viết của em để đủ điều kiện em có thể thực hiện cái ước mơ của mình.